Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có hơn 190 trường ngoài công lập, từ mầm non đến trung học phổ thông. Ngoài ra còn hàng trăm nhóm trẻ mầm non ngoài công lập đang hoạt động, chủ yếu tại thành phố Biên Hòa. Trong giai đoạn từ năm 2020-2023, số học sinh ngoài công lập giảm 12,7%, trong khi bậc trung học phổ thông tăng gần 13%. So với mặt bằng của toàn quốc, Đồng Nai là địa phương đã thực hiện tốt về công tác xã hội hóa giáo dục, với tỷ lệ học sinh ngoài công lập vượt khá xa so với mặt bằng chung của toàn quốc về tỷ lệ trường và học sinh. Cụ thể, tỷ lệ trường ngoài công lập của Đồng Nai chiếm gần 21%, trong khi toàn quốc là gần 7%. Tỷ lệ học sinh ngoài công lập của Đồng Nai chiếm trên 18%, trong khi của toàn quốc là 6%. Cùng với đó, hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng khá phong phú và đa dạng, như đào tạo theo mô hình trường quốc tế, trường chất lượng cao, tăng cường ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm.